Tài đã vào 30 size rất nhiều lần, nhưng mà đây là lần đầu tiên Tài vào concept mới thì cảm giác là vừa bước vào thì sang xịn mịn, rất gần gũi với Tài, cá nhân Tài. Tài cảm giác là rất thân thuộc, nó giống như ở một cái quán cà phê ấy. Vào cảm giác gần gũi và rất chi là cảm giác thoải mái. Thấy thì là nhận thái độ nhân viên khách hàng, thái độ nhân viên là rất niềm nở ạ, rất chu đáo, tận tình ạ. Và dịch vụ thì rất tuyệt vời, 10 cộng. À, anh cũng may dài cái phòng đấu cho anh cảm thấy hội đồng rất dễ. Cái lúc mà mình tẩy da chết ấy, cái lúc mình xả nước thì cảm giác nó cứ lăn tăn ở trước mặt ấy thì rất sảng khoái ấy, và rất dễ chịu. Cảm giác giống như trên phim. Phê. Tuyệt vời. Vâng. Thay đổi rất là nhiều kiểu tóc, nhưng mà thấy kiểu tóc như này là có thể là hợp với khuôn mặt của mình nhất. Kiểu lãng tử là nó nhẹ nhàng. Mình sắp tới khi mà em nghĩ là khi mà hết giải gì đó thì em thay đổi màu tóc hay là một kiểu tóc gì đó. Có lẽ là cho con người nó hơi mới rồi. Đây hơi cuốn một chút, tại vì tóc thì hơi chập mắt hơi dài và nó hơi ảnh hưởng tới tầm, nên muốn sẽ đỡ bị cuốn hơn. Nhân viên ở đấy thì rất chi là vui vẻ và nhiệt tình ạ, và cũng rất chi là hòa đồng. Tài thấy 30 size đợt này có một bước chuyển mình lớn, và lần trước thì tuyệt vời nhưng mà lần này còn tuyệt vời hơn. Cảm giác bây giờ nó càng ngày càng thích thú và càng muốn ghé nhiều lần đến 30 size. Trước khi đi thi đấu thì Tài hay qua 30 size cắt tóc và tạo mẫu kiểu. Như kiểu sắp tới Tài có trận đấu thì Tài thay đổi màu tóc để muốn may mắn hơn trong trận đấu. Từ đã xong anh em trong đội kéo nhau ra 30 size, cảm giác rất sảng khoái và rất thích. Vừa cũng hay được 30 size cắt tóc và cũng cảm nhận được sự thay đổi 30 size rất nhiều. Cắt tóc rất là đẹp và điều đấy mang lại tự tin để trận đấu tiếp theo trong mùa giải.